Chào các bạn, mình đã quay lại rồi đây. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chế một cái tạo khối nha các bạn. Mà cái này không phải là tạo khối bình thường nha các bạn, cái này là tạo khối thơm nha các bạn. Để những khi mà có muỗi hoặc là gì đó các bạn có thể xịt mà không sợ bị hôi nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu làm thôi nha các bạn. Ok. Đây, đầu tiên các bạn chuẩn bị một đoạn ống 21 nè. Và các bạn cắt chỗ này để chúng ta để pin vừa nha. Đây mình đã cắt sẵn rồi nha các bạn. Và một cổng dây máy soi nha các bạn. Đây, mình trực rớp, mình chỉ lấy được một đoạn này thôi. Như đây cũng đủ tạo khói các bạn. Và pin 3,7 nha các bạn. Ok, và thêm một cái công tắc nha các bạn. Và thêm một dây đồng một lỗ nha các bạn. Đây nó chỉ có một lỗ thôi nha các bạn. Đây, hai cộng nha các bạn. Ok. Và thêm một đoạn gỗ nha các bạn. Một đoạn gỗ để chúng ta có thể kết nối với máy soi này mà không sợ cháy cái này nha các bạn. Ok. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm thôi. Ok, đầu tiên các bạn cắt dây điện thế này nha các bạn. Đây các bạn bẻ như thế này nhé. Rồi. Để bây giờ mình sẽ quấn cái này cho nó, để mình có thể đút con gọn vào nha các bạn. Đây bây giờ mình sẽ quấn như thế này nhé. Đây mình quấn như thế này nha các bạn. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ gắn nó vào trong cái đoạn đồng nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ dùng kẹp mình bóp lại cho nó chặt hơn nha các bạn. Xong một phần nhỏ nhỏ rồi bạn. Bây giờ cái tiếp theo này nó cũng tương tự như của anh đây thôi. Okay. Đây, ok các bạn ơi, mình đã làm xong hai phần rồi. Đây nha. Rồi, bây giờ mình sẽ gắn cố định nó vào đây nha các bạn. Bây giờ mình sẽ dùng keo 502 nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ chờ cho nó khô thôi nhé các bạn. Bây giờ các bạn chuẩn bị thêm một miếng bông gòn thế này nhé các bạn. Đây nhé. Bây giờ mình sẽ nhắc nó vào đây nhé các bạn.
Giờ mình sẽ cắt những phần thừa ra nhé. Mình chưa một đoạn này để nếu như trong này nó đốt hết nguyên liệu rồi ống cái này nó tiếp vô như thế này. Bạn nên chừa một phần thừa như thế này nhé. Ok. Bây giờ tiếp tục. Bây giờ mình sẽ đo thử. Mình sẽ gắn nó đây. Và mình sẽ đo thử công tắc nó nằm chỗ nào nhé bạn. Đây nằm. Mình sẽ gắn công tắc ở đây nhé. Đây ok, bây giờ mình sẽ đo nhé. Ok, bây giờ mình sẽ cắt chỗ này để cho công tắc nó vô như thế này. Ok các bạn, mình đã khoét xong một lỗ ở đây và nó có thể vừa cái này nha các bạn. Đây ok, mình có thể bật lên mặt xuống nha các bạn. Rồi ok, đây bây giờ mình sẽ dán keo năm, bây giờ mình sẽ dán keo nến trong đây nha mày. Đây ok, bây giờ là không trắng này mình sẽ kết nối vào đầu này nha các bạn. Còn cổng ra này mình sẽ cũng kết nối cổng trắng này, nó cũng đi ra luôn nha các bạn. Đây nó sẽ thế này. Đây ok, mình sẽ kết nối lại nha các bạn. Đây nha bạn, hai dây mình đã kết nối xong nha các bạn. Giờ mình sẽ luồn cọng dây trắng này vào trong đây nhé. Đây mình sẽ dán keo bít cho này hết nha các bạn. Ok. Ok, còn phần này nha các bạn. Đây. Ok. Bây giờ mình sẽ tuốt hai phần này và cho pin vào và test thử cho bạn xem nhé. Đây bây giờ tạm thời mình sẽ để nó như thế này. Đây mình cho keo một tí keo để cho nó dính chặt chút nha các bạn. Ok, bây giờ là phần tinh dầu nữa đây. Mình sẽ nhỏ đủ liều lượng thôi nha các bạn. Yeah.
Ok nha bạn. Bây giờ mình sẽ bật test thử nha bạn. Ok các bạn ơi. Đây, nó xong hết rồi. Nó có một cái là cục pin này nó hết pin các bạn. Bây giờ mình sẽ test thử bằng cục pin này nha các bạn. Đây nha bạn, bây giờ mình sẽ bật lên thử nha bạn. Đây, có khói rồi đây. Đây nó đốt và nó tạo khói như thế này nha bạn. Đây, khói rất là mạnh luôn nè. Có rất nhiều các bạn. Đấy, nó làm nóng rất nhanh các bạn. Đây đèn như hết tinh dầu các bạn. Bây giờ mình sẽ chế vào thêm nhé. Đây, và bây giờ bật lên nhé. Đấy, mình bật lên là nó cháy liền luôn nha các bạn. Đây, cái này có thể chúng ta để tránh mũi nha các bạn. Đây lúc này tháng này vào mùa mưa nó cũng muỗi rất là nhiều các bạn. Ok nha các bạn. Như các bạn thấy video này hay, cho mình một like và một đăng ký. Các bạn hãy chia sẻ video này để mọi người có thể biết đến video này nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. I mean. Chào các bạn, mình đã quay lại rồi đây. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chế một cái tạo khói nha các bạn. Mà cái này không phải là tạo khói bình thường nha các bạn, cái này là tạo khói thơm nha các bạn. Để những khi mà có muỗi hoặc là gì đó các bạn có thể xịt mà không sợ bị hôi nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu làm thôi nha các bạn. Ok. Đây, đầu tiên các bạn chuẩn bị một đoạn ống 21 nè. Và các bạn cắt chỗ này để chúng ta để pin vừa nha. Đây mình đã cắt sẵn rồi nha các bạn. Và một cổng dây mãi soi nha các bạn. Đây, mình trực chớp mình chỉ lấy được một đoạn này thôi. Như đây cũng đủ tạo khói các bạn. Và pin 3.7 nha các bạn. Ok, và thêm một cái công tắc nữa nha các bạn. Và thêm một dây đồng một lỗi nha các bạn. Đây nó chỉ có một lỗi thôi nha các bạn. Đây, hai cộng nha các bạn. Ok. Và thêm một đoạn gỗ nha các bạn. Một đoạn gỗ để chúng ta có thể kết nối với mai soi này mà không sợ cháy cái này nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu làm thôi.
Ok, đầu tiên các bạn cắt dây điện như thế này nha các bạn. Đây các bạn bẻ như thế này nha. Rồi. Để bây giờ mình sẽ quắn cái này cho nó, để mình có thể đút con gọn vào nha các bạn. Đây bây giờ mình sẽ quắn như thế này nha. Đây mình quắn như thế này nha các bạn. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ gắn nó vào trong cái đoạn đồng nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ dùng kẹp mình bóp lại cho nó chặt, cho nó chặt hơn nha các bạn. Đây, xong một phần nhỏ nhỏ rồi bạn. Bây giờ cái tiếp theo này nó cũng tương tự như của anh đây thôi. Okay. Đây, ok các bạn ơi, mình đã làm xong hai phần nha các bạn. Đây nha. Rồi, bây giờ mình sẽ gắn cố định nó vào đây nha các bạn. Bây giờ mình sẽ dùng keo 502 nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ chờ cho nó khô thôi nha các bạn. Bây giờ các bạn chuẩn bị thêm một miếng bông gòn thế này nha các bạn. Đây nha. Bây giờ mình sẽ nhắc nó vào đây nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ cắt những phần thừa ra nhé. Mình chưa một đoạn này để nếu như trong này nó đốt hết nguyên liệu rồi ống cái này nó tiếp vô như thế này. Bạn nên chừa một phần thừa như thế này nhé. Okay. Ok. Bây giờ tiếp tục. Bây giờ mình sẽ đo thử. Mình sẽ gắn nó đây. Và mình sẽ đo thử công tắc nó nằm chỗ nào nha các bạn. Đây nằm. Mình sẽ gắn công tắc ở đây nha. Đây ok, bây giờ mình sẽ đo nha. Ok, bây giờ mình sẽ cắt chỗ này để cho công tắc nó vô nha các bạn. Ok. Ok nha các bạn, mình đã khoét xong một lỗ ở đây. Và nó có thể vừa cái này nha các bạn. Đây. Ok, mình có thể bật lên mặt xuống nha các bạn. Rồi, ok. Đây bây giờ mình sẽ dán keo nến trong đây nha các bạn.
Ok, bây giờ là cọng trắng này mình sẽ kết nối vào đầu này nha các bạn. Còn cọng ra này mình sẽ cũng kết nối cọng trắng này, nó cũng đi ra luôn nha các bạn. Đây nó sẽ thế này. Đây, ok, mình sẽ kết nối lại nha các bạn. Đây nha bạn, hai dây mình đã kết nối xong nha các bạn. Giờ mình sẽ luồn cọng dây trắng này vào trong đây nhé. Đây mình sẽ dán keo bít cho này hết nha các bạn. Ok. Ok, còn phần này nha các bạn. Đây. Ok. Bây giờ mình sẽ tuốt hai bằng này và cho pin vào và test thử cho bạn xem nhé. Đây bây giờ tạm thời mình sẽ để nó như thế này. Đây mình cho keo một tí keo để cho nó dính chặt chút nha các bạn. Ok, bây giờ là phần tinh dầu nữa đây. Mình sẽ nhỏ đủ liều lượng thôi nha các bạn. Đây, ok nha bạn. Giờ mình sẽ bật test thử nha bạn. Ok các bạn ơi. Đây, nó xong hết rồi. Nó có một cái là cục pin này nó hết pin các bạn. Bây giờ mình sẽ test thử bằng cục pin này nha các bạn. Đây nha bạn, bây giờ mình sẽ bật lên thử nha bạn. Đây, có khói rồi đây. Đây nó đốt và nó tạo khói như thế này nha bạn. Đây, khói rất là mạnh luôn nè. Có rất nhiều các bạn. Đấy, nó làm nóng rất nhanh các bạn. Đây đèn như hết tinh dầu các bạn. Bây giờ mình sẽ chế vào thêm nhé. Đây, và bây giờ bật lên nhé. Đấy, mình bật lên là nó cháy liền luôn nha các bạn. Đây, cái này có thể chúng ta để tránh muỗi nha các bạn.
Nên lúc này tháng này vào mùa mưa nó cũng muỗi rất là nhiều các bạn. Ok nha các bạn. Như các bạn thấy video này hay, cho mình một like và một đăng ký. Các bạn hãy chia sẻ video này để mọi người có thể biết đến video này nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Tạm biệt.
Ok, hello mọi người nha. Thì đây là con xe hôm bữa mình làm đây. Hôm bữa mình độ cho nó chạy, nhưng mà nó chạy thì nó cũng nghiêng qua nghiêng lại thì nó cũng không chạy được các bạn. Nói chung là nó không chạy được. Thì hôm nay thì mình sẽ độ kiển cho nó nha. Thì mình sẽ độ cho nó trái xi lanh này. Đây. Rồi thì mình sẽ dùng động cơ bé này. Động cơ này mình lấy trong con servo nha.
Thank you.
responsible.
through the sun rays and the
Ok nha mọi người, thì mình đã fix lại phần này rồi. Thì cái mạch của con servo này thì nó bị cháy luôn rồi. Cơ này nó tải rất là cao các bạn. Mình cắm vô cái lên khói các bạn. Thì mình đã đổi lại con SC nha, SC30A này. Con SC30A này thì nó hiệu quả hơn cái con cái mạch của con servo nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đi test nha.
Yeah.